đấy ạ. Ở đâu? Nhà nào chị ơi? Đang ở trong cái này mà đang chưa biết nó ở đâu rồi, để cho nó nhìn thử nào. Như nào thế nào? Anh ra đây anh tiến tô thấy nó quằn quại đây này. Này một con mới nó chọc qua vào thành đây mà. Thế mất một con nào? Ôi mất rồi. Còn một con nào nó nấp ở trong đây này. Thế mất rồi à? Còn biết thế nhở? Ôi, gì đây? Gì đây? Cho đây. Đâu? Đấy á. Đây. Cửa. Đâu. Đâu. Banh. Đâu. Đây nha. Đấy. Ui. Không biết được, từ. Sao đen thế? Ui. Thế là anh đang hái rau ở vườn này, anh nhìn thấy nó à? Ừ. Đây này, không biết là rắn gì nhỉ? Rắn sáo à? Không phải đâu. Chứ đen lắm. Ui, mình sợ rắn, không biết rắn gì ấy. Ui, ghê quá. Rắn ơi. Đây này, bà ta tự do bằng để ý à? Ôi, may quá, mày lúc mày về đây đâu rồi? Sợ thế. Ôi, nhìn này. Cuốn này, đèn xi đâu? Đâu? Không nhìn thấy đầu nó luôn. Đây, cho nhìn thấy khúc nó này. Đây, cho anh. Nhìn thấy khúc nó này. Nhìn thấy mỗi thân rồi. Đây, này. Tỉnh chê. Chắc nó ra nó lột à? Đây này. Ôi, đâu rồi? Đâu không nhìn thấy luôn. Thấy luôn như này, lần không rau. Có cái vườn này của nhà bác. Lấy này. Đây. Đâu. Đây. Lắm mấy con nữa. Để nát một con nữa, hai con. Cái vườn nhà bác nó rậm rạp. Đâu, nó vừa lè lưỡi ra ấy. Nó vừa lè lưỡi ra, sợ lắm. À đấy ạ. Rắn lúc nào đi mới đôi. Tìm kiểu gì thấy con nữa đấy. Để nam lúc con nữa, tìm xung quanh đấy. Chứ mà tìm xung quanh đi. Đâu. Nó lại đâu rồi, nó lại lần đấy đâu rồi. Không biết cái đầu luôn ấy. Thế hay là con này không có đầu. Đâu rồi? Ôi. Thôi. Thôi. Đầu ngoài này anh em. Ngoài này à? Con này có đầu. Có đầu à? Ừ. Tớ không có đầu. Ôi. Quấn đây này. Đâu. Đây. Đâu đây. Nó đang luôn đây. Đâu. Đâu. Hai con. Đem ra chỗ chị. Ui. Lại quay lại rồi. Có băng bành ấy cô ơi. Đâu? Đâu đây này, nó lại trườn đi rồi. Đây. Ơ nó ta kia rồi. Đây. Ui, ghê quá. Tóm cái đuôi lại. Ghê quá. Ui. Chết rồi. Hai con này. Tiếp tránh được cái con kia, tao ra chạy ra. Đây, một đôi này. Một đôi luôn. Thôi thôi.
hai con này phải mỗi con phải tầm hơn cân đấy nhở? Mỗi con phải hơn cân hết nhở? Đẹp lắm này. Trời mấy cân. Ui, 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 hay lấy cái xô sơn như úp vào xong rồi bắt nó. Cái nó phì vào nó hay. Sợ lắm nhỉ, con này màu giống nhau nhỉ. Ôi, nó to không nhỉ? Một đôi luôn chưa? Đi, đi kiếm cái túi đi anh ơi. Ủa, túi cho anh ơi. Cái túi đi xem, xem. Cái này có túi. Cái dòng này là nó nhìn lên người là nó không gì đấy. Này, bắt hình ghê lắm. Nó gì? Nó không ảnh đấy. Sao? Mày bắt cao nhỉ? Khỏe không? Khỏe không? Da mà nó ngóc kìa, ui rồi ngóc. Này ra ở thợ bắt rắn chuyên nghiệp rồi. Căng hẳn cái túi to ra chị. May mà gặp mấy đứa này nó đến mà cứu hộ cho. Kìa con kia bò. Kinh. Bò. Ui. Cắn chết. Ui, sắp cái tay chị kìa nhỉ. Ủa. Ôi trời. Này, xây túi ngược lại thì còn con nữa. Này, may cho ông này ông ra vườn. Ra hai rau tí nữa sắp vào nó luôn. Chị là tí nữa hại em nhá. Mày cũng chạy nhanh. Mày có tìm bọ. Thôi rồi đi. Đi về thôi. Bây giờ anh em mình xin phép dừng video tại đây nhá. Để mà mang ham rắn lại về. Xin chào mọi người nhá.